nhau đi kìa. À, chúng tôi vừa tắm cho khỉ tóm xong mọi người. Và khi mà đưa khỉ tóm vào lông thì khỉ tóm không chịu nha. Nên chúng tôi đã để cho khỉ tóm vui vẻ ngoài này một xíu. Bây giờ thì chúng tôi sẽ để cho Linda ra và chơi cùng với khỉ tóm nha mọi người. Nào, đi ra nào. Chúng tôi sẽ quay lại tất cả các quá trình mà chăm sóc cho cả bầy khỉ bị thương. Và tới lúc mà nó đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ kết hợp với nó muốn làm điệu hả? Cơ quan chức năng để mà đưa cả bầy khỉ trở lại rừng tự nhiên. Đây, bạn này bạn muốn ăn ủi này đó, bạn muốn làm điệu đó. Khi Linda sau khi thấy bàn tay của chị Mai đưa vào thì bắt đầu là làm điệu, cần sự ăn ủi đấy. Như bé này thì tầm bao nhiêu tuổi rồi chị nhỉ? Tầm này phải 2 tuổi rồi đó. 2 tuổi hay con như bé thì tóm? Tầm hơn tuổi thôi. Này nhìn ạ, đó là đi ra đây nào, đi ra ngoài nào. Nào, ngôi nhà của mình ở ngoài mà, nào đi từ từ nhá. Chị Mai có kinh nghiệm trong sóc, trong việc chăm sóc và giải cứu tiếp nhận rất là nhiều bầy khỉ và thả về rừng rồi nha. Nên chị Mai mới có thể là thân thiện như vậy. Chứ mà mình thì mình sợ, mình không dám đưa cả bầy khỉ ra ngoài đâu mọi người. Tại giỏi, mình sợ cả bầy khỉ chạy mất. Giỏi quá, từ từ nha. Giỏi, không sợ nào. Đúng rồi. Ngoan lắm. Thì xong rồi chị vào lại cái phiểu để mà cho gai lại cổ của Linh cho bầy khỉ tóm cần liếm. Đúng rồi. Vì là các bạn khỉ này khi mà bị săn bắt ấy, yeah, nên là hay bị chấn động tâm lý ấy, yeah. Các bạn rất cần sự vuốt ve an ủi này. Chị tóm chạy rồi. Không đi đâu. Ôi. Cứ đi chung quanh rồi là lại quay lại thôi này. Đang tìm hiểu đó. Qua lời nó chạy ra đường đấy. Sợ nó chạy ra đường xé. Không. À đang leo rồi. Không đi đâu. Wow. Ôi, một tay nhưng mà leo trèo bị mất một chân, nhưng mà leo trèo cũng rất là ôi chị có nào leo lên trên nhà không? Dạ. Cứ để cho nó đi. Lâu rồi khi tóm mà được ra môi trường tự do này mọi người, nên đang tung tăng leo trèo đấy. Mình chỉ sợ là khi tóm đi mất thôi mọi người. Ôi. Cẩn thận nhá. À, đi xuống, đây xuống là bám xuống. Bám xuống. Khi có thức ăn là sẽ nghe lời thôi mọi người. Đấy. Nào, xuống nào. Ôi giời. Giời chưa? Từ từ nào. Giỏi đó. Ô chà. Từ từ. À, khi Rossi và Ricky mà khi thấy chị Mai lại thức ăn cho tóm thì đang la hét rất là nhiều nha. Đây. Tóm, bám ở đây tóm. Tóm, bám ở đây. Nào bám vào, xuống đây. Đúng rồi. Bám xuống đây.
Bám vô. Bây giờ không xuống được hả? Leo cao không xuống được hả? Bám vào đây Tom. Bám vào đây. Anh leo lại cái nào to hơn nhỉ? Đây, bám vào đây Tom. Xuống đây Tom. Tom. Chắc là sợ đó. Bây giờ lên thì không xuống được kìa. Để à, lấy cái ghế, lấy cái ghế ta, lấy ghế để mà chị chỉ ngồi đứng lên để ẩm xuống. Đúng nhà trên nhà có đó. Dạ dạ. À, đi vào lấy ghế nha. Cái bạn này ở đây. Cẩn thận nha. Rồi rồi. Nào xuống đây Tôm. Tôm, ăn cái gì, lấy cái gì đâu được ăn đấy? Tại vì ăn thức ăn đâu, bạn không biết. Chắc ở trong cổ họng á. Tôm. Không thấy à? Ai cha, bạn lại trèo này. Giỏi chưa? Nào. Tôm ơi. Lúc kia là dành thức ăn này. Tom. Vẫn chưa xuống được đó. Ra đây Tom. Lại đây nào. Đây là trại đỏ nó không thích đó. Không phải đâu. Cái bổi mà. Cái để đồ ăn nó tự nó xuống rồi kệ đó. Dạ dạ dạ. Để lấy cái ghế đó luôn, chị để lấy cái ghế đó luôn. Tom ơi. Tom. Chà. Khi tóm và sau khi được tắm xong thì đã chạy và đã leo lên trên này ngồi nha. Chúng tôi thì vẫn chưa đưa được bé khi tóm xuống, nhưng mà chúng tôi sẽ để đây để mà bé khi tóm có thể là vui chơi một xíu. Sau khi tắm cho Linh đá xong thì chúng tôi sẽ tìm cách để mà đưa bé khi tóm xuống nha. À, lúc kia còn leo đấy. À, léo treo nhưng mà vẫn ngầm bên sữa. Ngồi trên này luôn.
bé khỉ tôm vẫn ở trên kia nha mọi người. Bé khỉ tôm thì có lẽ là bé bị tâm lý nên vẫn sợ hãi.